Tiếp tục với các thông tin đến từ thị trường hàng hóa. Đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần, lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa với 24 trên 31 mặt hàng đồng loạt giảm giá, kéo chỉ số MXV Index tiếp tục giảm 0,63% xuống 2.255 điểm. Trong 6 ngày giao dịch gần nhất thì chỉ số này đã sụt giảm đến 5 ngày, cho thấy xu hướng suy yếu của giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Tâm điểm chú ý của toàn thị trường hiện hướng đến mức giảm rất là mạnh 4,25% của giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9 trên sở New York, đánh dấu ngày giảm mạnh nhất của mặt hàng này trong vòng 6 tháng trở lại đây. Còn hợp đồng cà phê Robusta cùng kỳ hạn niêm yết trên sở London cũng đã đóng cửa giảm 1,95% xuống 2.620 đô la Mỹ một tấn. MXV cho biết thì xuất khẩu cà phê được đẩy mạnh tại Brazil giúp nguồn cung toàn cầu nới lỏng là nguyên nhân chính dẫn đến đà sụt giảm của giá cà phê. Sáng nay thì trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đã bất ngờ giảm mạnh đến 1.600 đồng cho 1 kg, đẩy giá thu mua trong nước về mức là 65.000 cho đến 65.800 đồng cho 1 kg. MXV nhận định là mùa vụ cà phê nước ta thì đang được hỗ trợ tích cực bởi thời tiết thuận lợi, hoạt động thu hoạch có thể sẽ bắt đầu khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 của năm nay. Điều này thì giúp cho nguồn cung tại Việt Nam được bổ sung đáng kể, từ đó tạo tiền đề để xuất khẩu cà phê tích cực trong giai đoạn cuối năm. Để biết thêm các thông tin về thị trường cà phê thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện thành viên Sở Giao dịch Hàng hóa của Việt Nam. Nhìn chung thì xu hướng suy yếu của giá cà phê đang được hình thành tương đối rõ ràng, chủ yếu là do nguồn cung toàn cầu cho thấy tín hiệu ổn định hơn. Quốc gia cung ứng cà phê số 1 là Brazil đang đón nhận niên vụ hiện tại với sản lượng dồi dào. Bên cạnh đó, một số nước sản xuất lớn khác như là Colombia cũng được dự báo sẽ có sự cải thiện về nguồn cung cà phê trong niên vụ 2023-2024. Theo tôi, đà suy yếu có thể còn được tiếp tục nếu thị trường không xuất hiện thêm các thông tin mới mang tính bất ngờ.